sẽ phải tiêu diệt nhau là anh đi quy mô sẽ lốc hơn hả? Không phải, người đến từ chiều qua đã quên đâu. Có một dễ thương có. Có hai ba. Dù đi đến nơi nào cũng nhớ quê nhà. Hồ huynh nương đang trường cấm ly lâm hùng. Em quái ảnh lắm, anh chơi giật chế. Thôi á hả? Ủa buồn. Chị em mình mà gặp nhau dài. Nè. Kéo qua nghe coi. Nhìn mặt tao tôi sợ. Nhìn mặt tao tôi sợ. Sợ hay cảm động. Xin chào mọi người, tới vlog của Huawei. Một người bên cạnh mình có team Huawei After. JJ Baby Gang Lập Nguyên. Yeah yeah, quay đây Hoàng Anh. Yeah Video. Yeah xem xin một lần. Qua đây Yeah. Em nhận làm Nighty không á? Cái đích tin đi đâu rồi? Nighty với Blacker đi đâu rồi? Blacker đi về xưa rồi. Hey, every time I look out, I'm on my lookout. Cause tripping, no, I ain't hoping. No sense in voting. Politicians, all of that hating. Don't be creating food in my kitchen. All of that talking without no walking. Can't help my vision. When I still miss you. Hiện tại mọi người đang rất là tích cực và rất là làm việc hết sức mình. Thấy rất là mọi người rất là cực. Mình cũng thấy vui. Nhưng mà hôm nay cũng kiểu là tàn sát người trong tim nên là mọi người nhớ đón xem. Vấn đề nữa là khi mình đi ra xong mình sẽ đứng đây phát chán. Anh Tuấn Thành, anh sẽ đứng ở trên cầu thang trên đó để ảnh giới thiệu vào tiết mục. Thì sau khi ảnh giới thiệu vào tiết mục xong thì tụi em mới stand by lại đúng cái vị trí mà mình sẽ trình diễn. Còn trước đó thì mình cứ đứng. Nighty. Dạ. Sao anh cảm thấy sao? Cảm thấy cũng hồi hộp lắm. Mà vẫn cố gắng hết mình thôi anh em ơi. Yeah. Đúng không? Special thanks to teacher Huawei. Em yêu thầy. Yeah. Rồi sao thấy giống Bùi Tấn Trường quá nè. Ôi đáng vô. Giống Bùi Tấn Trường quá. Sau cái tập của em là thấy thế nào chị sẽ tay tập của Bùi Tấn Trường vô. Yeah. Một lời đó Bùi Tấn Trường đi. Ok anh, anh cũng ở Cầu Lãnh, em cũng ở Sa Đéc. Anh em mình chưa có gì gặp nhau nên là nhân tiện của hôm nay thì cho em hẹn anh một kèo cà phê một ngày gần nhất nha anh nha. Giới thiệu về outfit thì em lốc hơn hả? Không phải, người đến từ chiều qua đã quên đâu. Có một dễ thương có hai ba. Dù đi đến nơi nào cũng nhớ quê nhà. Đang trường cấm ly lâm hùng. Em quái ảnh lắm, ảnh chơi giật chế. Thôi á hả? Chuyện gì rồi? Ta giờ đây ta như điếu thuốc lá. Chỉ một hơi kéo xét tới cửa mây khói. Đến ba năm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim anh tan nát. Ngày em tên xe hoa cùng ai đó đám cưới cũng lắm. Chạy xì bò tới anh má hai con cánh lúng em đồng vòng là lúc đó mau đa dài thành dòng. Yeah. Đứng trước phiên tòa này nhỏ hát nhỏ chưa hát đâu mà quỷ á. Trần Hào Nam là tên của ai? Anh mới u chu cho mà ơi tên của anh đầy hoa. Chú, em mẹ nhớ. Alo Hoàng Nam, taxi ai cũng có. Anh tên đi của anh. Ăn hết nguyên bài luôn nha. Không có thuộc, không nhớ được không. Trời ơi. Bây giờ phải bắt đi. Đi này đây là một cây hài của làng rap. Kêu taxi, mau 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 giờ ta tới chợ Hoàng Cờ. Mau 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 giờ ta tới chợ Hoàng Cờ. Gọi ta ngồi ta chín cho phê. Gọi ta ngồi ta chín cái mà cho phê. Phê quá chụp phê xong điện taxi đi về nhà. Mà giờ mà nói mà không biết gì hết trơn. Mà ai đâu lấy 8 tỷ vàng của bảo. Kêu tiên sư cha nhà mi dám chậm tiền mà. Tiên sư cha nhà mi dám chậm tiền mà. Rồi kỳ này bà đánh cho coi. Rồi kỳ này bà đánh cái
mà cho con đánh xong mà không hỏa mãn mà tức quá rồi mới nói cất lên tiếng nói là tôi ra đi là tôi có hẹn ngày về, tôi ra đi là tôi có hẹn ngày về. Vậy kỳ này tôi đón nhà luôn. Vậy kỳ này tôi đón nhà luôn. Rồi cảm ơn các bạn có nhiều. Hát lộn lộn lên biết. Cô hình gì đấy để dương mặt cho mặt biển này giông bão. Mà nó biết thất bại là những bài học đắng đau, cất lại cảm xúc đó là cách để ngăn những giọt nước mắt. Nó đã luôn luôn phải tự cố gắng và lâu, có khi nó đã có thể chia sẻ trên nỗi buồn lắng và sâu. Như tất cả nó có thể làm là chút tâm sự và chèn như trắng và sâu đó. Nó chỉ nhìn ra nó đang tự làm ra nó, còn làm nó với người ta bằng những suy nghĩ câu có luôn. Tự hỏi những câu khó ra và sớt như lời khuyên nó phát đi về tâm trí để biểu bí những yêu sinh. Nôn vào. Lão đại tới thì quá quý. Với thói quen trao tâm tư yêu thương nồng cháy, đầu dây bên kia thờ ơ làm cho anh đầy hơi đau lòng đây. Nói hết thứ dấu sầu bên trong cuộc tìm đang không hồng quay, là anh còn bao nhiêu thời gian còn em trước khi bị bay màu. Giả vờ là không biết, thể hiện là không thiết, mập mạp thì còn dễ thương, mặt bờ là không tiếc. Anh đâu phải là tháp ý, em đừng có mà cố nghiêng, đừng cố cho mình xin xỏ, anh đâu phải là cá viên. Và ai cũng có một câu chuyện riêng, ai cũng muốn vài lời chia sẻ, và ai cũng muốn một lời động viên. Khi càng lớn thì ta càng sợ nói gì với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Còn những thứ chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe, nhưng hạnh phúc phải tự giành lấy, chẳng phải để quen. Khi càng lớn thì ta càng sợ nói gì với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Khoảnh khắc mẹ chiều mang qua nên nói với con, ngày buồn mẹ con thấy chúng con nước con cười. Con trai nhiều điều sao tích cứ giữ trong tim, những ngày hai con đã mẹ thật cho tôi dễ thở. Cảm ơn đi. Ồ, phút này mày cho chị mày tình cảm thử coi. Không gì phải buồn. Chị em mình mà gặp nhau dài. Nè. Kéo qua nghe coi. Không phải bây giờ đi ra đi. Tôi cho khóc luôn. Bà làm tôi khóc á. Ôi chị cũng khóc nãy giờ vậy đó có đánh nào. Nhìn mặt bà tôi sợ. Nhìn mặt bà tôi sợ. Sợ hay cảm động. Em muốn gặp tiền phải thương chứ. Thôi tôi thương anh đây, tôi thương. Rồi nó nước mắt đều trong luôn rồi.